Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023, chương trình còn có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Trong không khí của những ngày tháng 4 hướng đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023, 48 năm non sông liền một dải. Sáng nay, đoàn lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau dân qua dân hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu tưởng niệm ở phường 1, thành phố Cà Mau. Tham gia lễ viếng có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phạm Thành Ngãi, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Gian Hiện, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện chức sắc tôn giáo, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, nhân dân trên địa bàn thành phố Cà Mau. Trong không khí trang nghiêm, đoàn trang trọng đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh", bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người anh hùng giải phóng dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc giữa khát vọng độc lập tự do, toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như lời Bác đã khẳng định. Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Đại thắng mùa xuân năm 1975 như đảng ta đánh giá. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự nghiệp toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023. Suốt chặng đường xây dựng và phát triển, nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau luôn quyết tâm ra sức thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tại đền thờ 10 anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Cà Mau, đoàn cũng trang trọng đặt vòng hoa thắp hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Thắp hương lên từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ, tri ân những người đã ngã xuống, đồng thời nhắc nhở mỗi người sống, lao động, học tập và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng quê hương Cà Mau. Trong quý 1 năm nay, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Đây là thông tin được nêu ra tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023 diễn ra vào sáng nay. Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiêm trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Huỳnh Quốc Việt chủ trì hội nghị. Theo báo cáo, trong quý 1 năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 1 người và bị thương 2 người, giảm 7 vụ. Số người chết giảm 2 người và số người bị thương giảm 7 người so với cùng kỳ năm 2022. Không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là vi phạm làn đường, phần đường, không nhường đường. Trong quý 1 có gần 17.500 trường hợp bị lập biên bản xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng hơn 2.700 trường hợp. Trong đó, các vi phạm ở mức cao có nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông như vi phạm nồng độ cồn hơn 2.970 trường hợp, vi phạm về tốc độ hơn 2.500 trường hợp. Qua đó, ra quyết định xử phạt 13.260 trường hợp với số tiền hơn 26,8 tỷ đồng, tăng 994 trường hợp, tăng hơn 3,4 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Huỳnh Quốc Việt yêu cầu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm thiểu tối đa về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông trong thời gian tới. Đề nghị các sở ngành địa phương kiên quyết hơn và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Quốc Việt yêu cầu cán bộ, công chức, đảng viên phải là người đi đầu trong việc chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông để người dân làm theo, nghiêm cấm các hành vi tác động can thiệp đối với việc xử lý vi phạm. Thủ trưởng các đơn vị phải xử lý nghiêm cán bộ trong cơ quan đơn vị mình khi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung tuyên truyền đối với các lỗi là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, tiếp tục phát huy tổ tuần tra kiểm soát để tập trung xử lý vi phạm. Ta không phân biệt cán bộ, đảng viên hay là dân gì, coi như là vi phạm là xử lý. Có phải dứt khoát như thế. Đấy. Cái nữa là tôi lưu ý thêm nè, trong cái thực hiện cái tuần tra kiểm soát đó, thì lưu ý các lực lượng chức năng cần thiết luôn. Ta nên là phải thực hiện đúng cái lễ tiết, rồi tác phong, rồi là có thái độ ứng xử là coi như là văn hóa, rồi là thân thiện. Đó, để chi người dân tạo cái thiện cảm của người dân đối với cái lượng là kiểm soát. Cái này rất quan trọng không chứ. Mình làm theo pháp luật nhưng mà cái việc này nó tạo ra một cái vừa người ta chấp hành, nhưng mà ta thấy là cái việc trong cái việc xử lý của mình là nó thấy lực lượng công an là lực lượng của dân, do dân và gì dân. Đấy, tức là và kể cả du khách ta thấy cũng như thế. Đó. Đó, cái này tôi đề nghị các đồng chí chúng ta phải có cái thực hiện tốt cái này. Đối với cái về kiểm soát về vận tải thì kiểm soát tải trọng xe như nãy tôi nói thì cũng rõ, này đề nghị chỗ lực lượng thanh tra giao thông công ty là tập trung quyết liệt cái này. Đó. Phải làm nghiêm trong cái vụ xe dù bến cóc, người là cái xe vận tải không có đúng, không có đăng ký, không có ký hoạt động kinh doanh. Như nãy trong báo cáo chỉ tránh trong phòng giao thông đó nhiều đầm dơi, chính cái này phát sinh ra cái việc là gây mất an ninh trật tự, tranh giành khách. Đấy. Rồi là xe kiểm soát xe tải trọng xe. Đấy, cái này liên quan vấn đề này gì gắn với vấn đề trong cái việc biển báo đồng chí Thái đã nói, thì cái này tôi đề nghị Sở Giao thông cũng như là các huyện thành phố đồng chí chúng ta rà soát. Trong quý 2 năm 2023, Ban An toàn Giao thông tỉnh triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, kỳ nghỉ hè và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao an toàn giao thông cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện. Triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền với các sở ngành liên quan, tăng cường thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia, thường xuyên kiểm tra, xử lý tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trong tỉnh Cà Mau 3 tháng đầu năm nay giảm so với cùng kỳ. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu thủy sản. Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Quốc Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử chủ trì hội nghị. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm nay của tỉnh Cà Mau đạt 238,5 triệu đô la, gần bằng 20% kế hoạch, giảm gần 12%. Giá tôm xuất khẩu bình quân khoảng 10,8 đô la một ký, giảm khoảng 3,45%. Theo doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, hiện đang gặp khó trong đáp ứng các tiêu chuẩn để được cấp chứng nhận phòng cháy chữa cháy, khó khăn trong thuê đất làm kho lạnh, khó khăn về vốn thu mua tôm nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, giá tôm trong nước hiện cao hơn các nước. Trong khi các doanh nghiệp chế biến thông tin giá tôm nội địa mua vào cao hơn các nước, thì đại diện các hợp tác xã nuôi tôm cho biết giá thức ăn, giá các chế phẩm phục vụ nuôi tôm quá cao, với giá tôm nguyên liệu như hiện nay thì người nuôi tôm đang thua lỗ. Để giải bài toán giá tôm nuôi cao khó cạnh tranh, doanh nghiệp đề xuất tỉnh mở rộng vùng nuôi tôm sinh thái vì đây là thế mạnh của tỉnh. Cần quy hoạch và mở rộng các vùng nuôi tôm nguyên liệu đạt các chứng nhận theo yêu cầu của khách hàng phục vụ chế biến xuất khẩu. Doanh nghiệp đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị chính phủ, các bộ ngành xem xét giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn và các loại sản phẩm phục vụ nuôi tôm. Đồng thời có chính sách hỗ trợ hình thành các vùng sản xuất nguyên liệu để phục vụ cho sản xuất, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cà Mau cam kết sẽ cơ cấu cân đối lại các khoản vay, giảm lãi suất để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn phát triển sản xuất, nhất là tiếp tục thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, theo quy định tại Nghị định số 31 năm 2022 của Chính phủ. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Quốc Việt chia sẻ với những khó khăn mà doanh nghiệp, hợp tác xã lĩnh vực thủy sản đang gặp phải. Qua đó, đề nghị với trách nhiệm của mình, các cơ quan chức năng nên triển khai ngay các giải pháp tháo gỡ khó khăn này. cái nhóm sản xuất, cái nhóm là xuất khẩu và cái nhóm mà cho vay là phải liên kết với nhau. Tôi nói chứ là không thể nào tách rời được. Tôi nói các đồng chí, mà nếu mà mình tách rời này thì không bao giờ tồn tại được. Trách nhiệm ngành nông nghiệp các đồng chí phải có cái là tính toán cụ thể cái này. Vậy cái này thì mình phải xác định cái vùng nuôi nào đang giờ, khu vực nào đã hình thành phát triển tốt, phù hợp với cái quy hoạch phát triển tôm là quy hoạch là khu tập trung công nghệ cao siêu thâm canh. Ngoài ra rồi bán chứ thì mình có cái phát triển cái tôm sinh thái. Cái này nãy mình phân tích đó, đó là lợi thế. Qua cái cạnh tranh mình không lại về giá, nhưng mà về cái tôm sinh thái, thị trường xuất khẩu thì mình đang tập trung quá lớn vào này. Đấy thì tôi nghĩ cũng phải nên tính toán vấn đề cái thị trường nội địa. Cái nữa là đa dạng cái sản phẩm. Các doanh nghiệp, từng doanh nghiệp một, và từng doanh nghiệp cũng phải tự rà soát. Xem mình đang giờ mình vay như thế nào, nợ mình như thế nào, khả năng mình như thế nào. Phải báo cáo, phải trong sáng đàng hoàng. Đó, chứ cái này phải thật, tôi nói thực hiện rõ ràng. Tôi đề nghị cái này thì ngân hàng sau đó thì mình phải làm việc trao đổi nhà nước, ngân hàng nhà nước. Tỉnh sẽ là có cái sẽ có cái hỗ trợ trong cái việc này. Các doanh nghiệp dự báo những tháng còn lại của năm 2023, tình hình sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu sẽ tiếp tục gặp khó. Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp lần này đáp ứng nguyện vọng của doanh nghiệp, qua đó cùng tháo gỡ vướng mắc khó khăn để bức tranh xuất khẩu thủy sản khởi sắc hơn. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử chủ trì hội nghị thảo luận định hướng giải pháp thực hiện nhiệm vụ nâng hạng sản phẩm OCOP, đồng thời công bố trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2022. Theo đó, năm 2023 có 25 sản phẩm tiềm năng nâng hạng từ 3 lên 4 sao và 5 sản phẩm dự kiến tham gia chương trình OCOP năm 2023 có khả năng đạt từ 4 đến 5 sao để hỗ trợ. Các vấn đề như truy xuất nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương mại và hỗ trợ kinh phí nâng hạng được đại biểu tập trung thảo luận. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử nhấn mạnh, năm 2023, tỉnh Cà Mau được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao cờ đăng cai tổ chức diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long thường niên với chủ đề Liên kết vùng phát triển Cà Mau 2023. Do đó, yêu cầu các cấp các ngành cần tăng cường chỉ đạo, kiên trì thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, tiếp tục hỗ trợ chủ thể quy động nguồn lực và tiếp cận tài chính. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử mong muốn các chủ thể tiếp tục mục tiêu chuẩn hóa, phát triển sản phẩm, khắc phục những hạn chế, hoàn thiện sản phẩm để việc xét nâng hạng đạt hiệu quả cao nhất. Dịp này, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh trao giấy chứng nhận cho 54 sản phẩm, trong đó có 51 sản phẩm đạt hạng 3 sao OCOP, 3 sản phẩm nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao, nâng tổng số toàn tỉnh có 122 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao và 6 sản phẩm đạt 4 sao. Chiều nay, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh, tổ chức hội nghị ký kết và triển khai chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Gian Hiện. Giai đoạn 2016-2020, các tổ chức tôn giáo đã có nhiều hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, như 28 thánh thất trong tỉnh đã trồng hơn 16.000 cây xanh, hơn 2.000 cây hoa kiển và xây dựng 17 lò đốt rác. Đối với hoạt động từ thiện gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, các tổ chức tôn giáo đã vận động và hỗ trợ hơn 320 tỷ đồng. Tại hội nghị, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo đã ký kết chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026. Phấn đấu đến hết năm 2026, có 100% các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, các tổ chức tôn giáo trực thuộc đều biết đến và tích cực bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Dịp này, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 4 tổ chức tôn giáo thực hiện tốt chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020. Sáng nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Cà Mau phối hợp với Trường Đại học Khoa học và Tự nhiên, Ban điều phối dự án VWAT Operation tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước sạch cho trường mầm non Tuổi Thơ ở xã Khánh Bình Tây Bắc và trường tiểu học Nông Trường U Minh 1 ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời. Dự án do Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, Cộng hòa Liên bang Đức và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tài trợ. Hệ thống lọc nước uống được lắp đặt theo công nghệ của Đức. Ưu điểm là có thể lọc từ nước ngầm, nước mưa và nước mặt trên sông, ao đìa thành nước uống đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Hệ thống lọc sử dụng năng lượng mặt trời có công suất lọc trung bình 10 khối nước một ngày để sinh hoạt và 100 lít nước để nấu ăn uống. Qua kiểm tra thực tế, hệ thống lọc hoạt động tốt, nguồn nước thành phẩm đảm bảo chất lượng. Ban chủ nhiệm dự án đã hướng dẫn cách vận hành, bảo quản, bàn giao công trình cho đơn vị thụ hưởng và địa phương quản lý sử dụng. Trong khuôn khổ Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 3 với chủ đề Sắc màu phương Nam đang diễn ra tại quảng trường Văn hóa Trung tâm tỉnh Cà Mau, sáng nay diễn ra hội thi bánh dân gian Nam Bộ. Đây là một trong những hoạt động đặc sắc nhất của Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ năm nay. Hội thi bánh dân gian Nam Bộ năm nay có sự tham gia của 28 đội đến từ trong và ngoài tỉnh. Mỗi đội mang đến hội thi những món ngon được trình bày đẹp mắt, hấp dẫn. Chè bồn bồn là một món ăn mới lạ. Đội thi quyện cả nước đã sáng tạo, kết hợp từ món chè truyền thống với bồn bồn, một đặc sản của quê hương. Món bồn bồn này thì mình nấu cùng chung với là đậu xanh, đường phèn, nước cốt dừa, cộng những cái màu mà tự nhiên. Rồi nó sẽ hòa quyện lại cho mình một cái vị thanh hơn. Tại vì cái tính chất của cái bồn bồn là nó nhuận tràng, cung cấp chất xơ để cho giúp cho là người ăn sẽ không bị ngán và sẽ tăng lên cho thêm cái hương vị nó là đặc trưng hơn. Các đội thi đã bám sát chủ đề Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ là sắc màu phương Nam, mang đến những món ăn không chỉ mới, lạ, ngon mà còn đẹp mắt với nhiều màu sắc. Những màu sắc này hoàn toàn tự nhiên từ các loại rau củ quả, vừa đẹp vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Em thấy khi mà tổ chức cái lễ hội bánh thì mọi người được biết đến bánh dân gian nhiều hơn. Dạ. Thì giống như là rất là đông người, giống như cơ hội để nhiều người đến, có một cái điểm du lịch và có một điểm để ăn uống để nhớ về cái ẩm thực truyền thống. Ngày hội bánh dân gian sẽ diễn ra đến hết ngày 3 tháng 5 năm 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi khác. Ngày mai 29 tháng 4, hội thi bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 3 sẽ tiếp tục diễn ra với phần thi trình diễn gói bánh tét. Đặc biệt, 9 mâm bánh xuất sắc nhất hội thi sẽ được dâng lên vua Hùng tại đền thờ vua Hùng ở ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình. Chiều nay, Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Thiên Diệt tổ chức khai mạc hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam Thái Lan tại quảng trường Thanh Niên, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau. Hội chợ lần này có 250 doanh nghiệp Việt Nam Thái Lan tham gia với 350 gian hàng đa dạng như sản phẩm nông nghiệp, giống cây trồng, thực phẩm, thời trang, dệt may, giày dép, điện, điện tử, viễn thông, đồ gia dụng, trang trí nội thất, hóa mỹ phẩm. Ngoài ra còn có khu ẩm thực món ngon Việt Nam Thái Lan, khu tiểu cảnh Nhật Bản, xứ sở ngàn hoa. Không gian giải trí dành cho thiếu nhi trưng bày các mô hình với chủ đề siêu nhân và robot đại chiến. Hàng đêm tại sân khấu chính còn có chương trình game show, hát karaoke, loto show, chương trình ca múa nhạc, hài kịch đặc sắc với các ngôi sao đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa điểm để người dân vui chơi, mua sắm, thưởng thức ẩm thực trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Hội chợ mở cửa tự do đến 15 giờ 30 phút hàng ngày, từ 28 tháng 4 đến 7 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại một đám tang ở xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời đã xảy ra một vụ ngộ độc rượu khiến một người tử vong và 5 người phải nhập viện cấp cứu. Sáng nay, phóng viên Hà Giang đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau để tìm hiểu thông tin về tình hình sức khỏe hiện tại của các bệnh nhân. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây những vụ việc ngộ độc rượu đã diễn ra khá nhiều. Đây là một lời cảnh báo đối với những tình trạng lạm dụng rượu bia hoặc là sử dụng rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. 5 bệnh nhân trong vụ ngộ độc rượu tại một đám tang ở xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Có nhầm người ta đến là uống nhiều nó mới ngộ độc. Cái rượu mà nó có methanol trong đó mình uống một ly nhỏ mình cũng bị luôn. Có nghĩa là cái đó là độc chất mà một chút xíu nó cũng bị luôn, chứ không phải là phải uống nhiều mới bị, mà nhiều thì dĩ nhiên là nó bị nặng hơn. Thì giờ trường hợp 5 ca này tình trạng ổn định hết rồi, chỉ còn để lại di chứng, trong đó có 2 ca di chứng nặng là hiện tại không thấy đường, chưa thấy đường. Gia đình các bệnh nhân trên cho biết có đi viếng đám tang nhà người quen tại ấp Kinh Dớn, xã Khánh Bình, Tây Bắc, ngồi cùng bàn ăn và có uống rượu chung. Sau khi ăn và uống rượu, tất cả đều đau đầu và mệt nên gia đình đưa đi bệnh viện. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Mã Nhân Khiêm, rượu có hai loại, một loại thông thường có chứa ethanol dùng trong thực phẩm, được chế biến từ ngũ cốc, hoa quả lên men. Tuy được dùng để pha chế đồ uống giải khát, nhưng bản thân ethanol cũng là chất có thể gây độc hại cho con người khi lạm dụng. Một dạng khác của rượu có chứa methanol, một sản phẩm là dung môi pha chế trong công nghiệp, tuyệt đối không sử dụng để uống. Methanol là một chất có độc tính cao. Coi như là nó ngộ độc, methanol, ethanol thì cũng vậy, mà methanol thì dữ dội hơn, thì nó sẽ làm toan máu. Trong y học ta nói là toan, bị toan chuyển hóa, toan máu. Thì bệnh nhân chết do toan máu thì cái pH máu á, của cơ thể mình thường 7,35 tới 7,45. Nếu mà nó dưới 7,35 thì gọi là toan, mà những trường hợp này nó dưới 7 luôn. Mà theo cái sinh học của cơ thể mình á, thì dưới 7,05 thì mấy cái phản ứng cơ thể, phản ứng tế bào, phản ứng chuyển hóa này kia nó sẽ ngưng hoạt động hết, kể cả cái tim luôn. Thì đó là bệnh nhân ngưng tim, bệnh nhân chết thôi. Để phòng chống ngộ độc rượu, ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không uống các loại rượu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Chỉ uống rượu với nồng độ cồn vừa phải, phù hợp với cơ thể. Không nên sử dụng các loại rượu được pha từ nhiều loại rượu khác nhau. Tuyệt đối không được sử dụng các loại rượu có chứa cồn công nghiệp. Không uống rượu khi bụng đói hoặc khi có các dấu hiệu mệt mỏi trước đó. Khi có biểu hiện ngộ độc rượu thì cần đến ngay cơ sở y tế để được hỗ trợ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.